máy người ta lấy. Dạ. Xin máy của Sài Gòn rồi chạy mình đòi về. Kệ cho nó ở đó luôn hay cho nó vận dụng qua tài hàng. Ừ. Thì do không mà hết giao máy đâu, không có giao máy móc thì nó đâu, có nhiều đó, có nhiều sạc nhiều đó thôi chứ. Chứ mình nhập máy về cũng đâu có tự nhiên đất đâu mà nhập. Dạ. Mấy ông cứ tuyên truyền lúc tục tiền đâu mà nhập máy. Dễ quá. Ở chiếc sau 4.